Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng, và nơi đây có mối duyên nồng, và nơi đây em đang chờ anh say mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng, và nơi đây có mối duyên nồng, và nơi đây em đang chờ anh say mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Anh
rung trắng đêm trắng buồn. Hoa cau rung trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn chăm nói vui cùng nghe tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Chăm nói vui cùng nghe tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã khung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta.
quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, một thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoai ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính. Sinh ra cháu Trần Văn Phúc, trải qua quá trình thời gian, hai cháu đã tìm hiểu nhau và thương yêu nhau. Được sự nhất trí của hai gia đình và sự nhận đồng thuận của hai cháu, hôm nay gia đình chúng tôi, họ nhà trai,
ở quê hương Kim Thành có cơi trầu, buồng cau, bao thuốc, hay cho lễ hỏi cho hai cháu để được, tức là cháu Phúc được làm con của gia đình ông bà Phương trên này. Vậy thay mặt cho gia đình họ nhà trai cũng báo cáo tất cả các cụ công các bà quan viên của hai họ, thì chúng tôi xin tự giới thiệu, tôi là bố của cháu Phúc, đây là mẹ của cháu Phúc, báo cáo các cụ như vậy. Thế còn đây là chú của cháu, chú ruột của cháu. Thế còn đây như vậy là coi là cậu ruột của cháu, và đây là coi là bác của cháu. Thế kia là coi là một số các bà dì và coi bà thím của cháu. Thế để hôm nay thì cũng thay mặt cho toàn thể như vậy là gia đình, tất cả chú bác cô dì đều có mặt, tức là coi là dẫn lễ hôm nay về cùng với gia đình người ta đây. Tôi xin cảm ơn tất cả các cụ và các bà cùng toàn thể gia đình. Vậy thay mặt cho gia đình họ nhà trai được phép xin trao chắp trầu quả cau để coi là ra mắt các cụ, các ông, các bà, và trước hết là được thắp hương tổ nghiệp gia tiên và nhận cháu Phúc của gia đình chúng tôi làm con của gia đình. Cũng mong tất cả các cụ, các ông, các bà và quan viên trong họ giúp các cháu được hạnh phúc trăm năm. Xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà và toàn thể thành viên trong họ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em trong gia đình, cùng gia đình, người thân, bạn bè, gia đình chúng tôi rất vui mừng chào đón gia đình ông bà Nẻo, ông Diện, bà Diệu cùng với đoàn đại biểu của họ nhà trai hôm nay đến với gia đình chúng tôi có cái lễ đến để báo cáo mới gia tiên, báo cáo với họ nhà gái chúng tôi về việc tổ chức hạnh phúc trăm năm cho cháu Phúc và cháu Cúc. Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời chào, lời chúc mừng năm mới, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu, cháu Cúc và cháu Phúc. Xin chúc sức khỏe đến các cụ, các ông, các bà đại diện cho quan viên đại họ trong buổi lễ hôm nay. Về phía gia đình chúng tôi, về phía dòng họ, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu có cụ Nhã là ông cậu của bố cháu Cúc, cụ Tuyến, cụ Đảm là trong họ cũng là ông cậu, và cụ Bối là bà cô, và phía mẹ là mẹ cháu có cụ Thực, cụ Ti và cụ Côi, và cùng toàn thể ông Bích, anh ruột của ông Phương, và toàn bộ anh trai, chị gái, chị dâu, anh em rể trong gia đình, trong nội tộc và trong họ hàng, cùng bạn bè, người thân của gia đình chúng tôi. Hôm nay gia đình chúng tôi được thống nhất cùng với họ nhà trai tiến hành tổ chức lễ ăn hỏi và lễ dẫn cưới. Xin thay mặt cho gia đình, cho dòng họ, trước tiên chúng tôi xin nhận lễ và xin mời bác Bích, con trưởng của trong gia đình đại diện, nên thắp hương kính báo gia tiên và xin nhận lễ, và xin mời hai gia đình, hai họ tiến hành bàn công việc tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu, cháu Cúc và cháu Phúc. Xin mời ông Bích lên thắp hương. Kính thưa quan viên đại họ,
gia đình chúng tôi cùng dòng họ đã tiến hành thủ tục nhận lễ và thắp hương báo cáo với gia tiên. Gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời các cụ công các bà ăn dầu xơi nước rồi cùng với hai gia đình cùng với nhạc đã trỗi lên rồi cha cha cha, nào hay hát theo nhịp cha cha cha. Ta đã hát cho đời cùng trái chim tuyệt vời, tình yêu sẽ kết duyên đẹp đôi. Một ca khúc chương tình cha cha cha, dành cho lứa đôi mình cha cha cha. Đêm giây phút tương phùng luôn mãi mãi khôn cùng, bài ca hạnh phúc riêng đôi mình. Ngày mới hoa tươi về gieo khắp nơi, ngày vui hương hoa về hôn lứa đôi. Hạnh phúc công áp trên miền, bình yên cho đôi uyên ương, tân lang và gia nhân ước mơ. Tình yêu đó bên đời như trong mơ, bài ca của chúng mình như câu thơ. Say sưa mối duyên đầu quên đi những cơn sầu, cầm tay ta hát câu yêu đời cha cha cha. Nhạc đã trỗi lên rồi cha cha cha, nào hay hát theo nhịp cha cha cha. Ta đã hát cho đời từng trái chim tuyệt vời, tình yêu sẽ kết đôi. Một ca khúc chương tình cha cha cha, dành cho lứa đôi mình cha cha cha. Bên giây phút tương phùng luôn mãi mãi khôn cùng, bài ca hạnh phúc riêng đôi mình. Ngày mới hoa tươi về gieo khắp nơi, ngày vui hương hoa về hôn lứa đôi. Hạnh phúc ấm áp triền miên, bình yên cho đôi uyên ương, tân lang và gia nhân ước mơ. Tình yêu đó bên đời như trong mơ, bài ca của chúng mình như câu thơ. Say sưa mối duyên đầu quên đi những cơn sầu, cầm tay ta hát câu yêu đời cha cha cha.
khúc ca nhớ nhung thật nhiều. Bye.
vẫn xa, anh luôn nhớ mùa đông mang bao hơi ấm là câu quan họ quê. Mỹ Triều luôn là đầu câu chuyện, vì vậy để mở đầu cho buổi lễ, xin phép trân trọng kính mời một bà đại diện cho con Vin phải đòi hỏi trai sẽ cùng trở lại phía ngoài phòng lễ với chắp dầu, xin dầu, và xin được trân trọng kính mời mẹ của cô dâu quốc gia đã xin được trân trọng kính mời bà Hiền sẽ cùng trở lại phía ngoài phòng lễ để cùng nhân chắp dầu xin dầu mà phái đoàn họ nhà trai đã cùng trở lại dâng lễ tới con Vin phải đòi hỏi nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Này là con non rất mềm, ngày mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá. Không thể thiếu những ngày vui hạnh phúc của mỗi chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, đó là ý kiến phát biểu cho dâu nhận rể. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, ông cha thần có câu thương con thì nhắn nhủ với câu sống cho cho sướng trước sau mệnh toàn, đón làm dâu hiền về nhà trước là nhắn nhủ và sau là bảo ban. Mở đầu cho buổi tổ chức lễ cho dâu nhận rể, thưa trân trọng kính mời ông ban chủ với đoàn đại diện của viên thân đoàn trai sẽ cùng trở lại phía ngoài phòng lễ với kiến phát biểu cho dâu nhận rể. Xin trân trọng kính mời ông ban đại diện của viên thân đoàn trai. Kính thưa các vị thân khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, bằng hữu, nội ngoại bốn bên của hai cháu và hai gia đình. Hôm nay được sự nhất trí của cơ quan chính quyền hai địa phương và sự tìm hiểu trên quan điểm tự do bình đẳng của hai cháu, hôm nay hai gia đình chúng tôi tiến hành làm lễ thành hôn cho hai cháu. Vậy tôi đại diện cho họ nhà trai xin có đôi lời và xin các cụ, các ông, các bà ở đây ai là người chuẩn bị để đưa tiễn cháu về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu ở dưới đó, để chuẩn bị tinh thần và sắp xếp thời gian, vì chỉ 9:20 là đến giờ gia đình chúng tôi sắp xếp đến giờ thanh long hoàng đạo để tổ chức cho hai cháu. Vậy tôi xin kính chúc tất cả mọi người trong gia đình toàn thể hồi hôn lời chúc chân thành nhất. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi ý kiến phát biểu của ông ban trưởng phái đoàn đại diện con Vin phái đoàn họ nhà trai đã có ý kiến phát biểu. Vâng, tuy ngắn gọn nhưng thầy đầy ý nghĩa xúc tích. Vâng, kính thưa quý vị, trước tiên ông cũng muốn nói rằng trước tiên ông xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự đón tiếp thật đồng hậu, một tình cảm thật đặc biệt mà con Vin phái đoàn họ nhà gái đã cùng dành lại với con Vin phái đoàn họ nhà trai chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và ông cũng kính chuyển lời mời tới các cụ, các ông, các bà, quý vị khách quý đến từ con Vin phái đoàn họ nhà gái. Ít phút nữa sẽ cùng bớt chút thời gian vàng ngọc của mình và cùng với phái đoàn họ nhà trai cũng như cùng với chủ nhân buổi lễ được mang tên Văn Phúc và Quốc Giang sẽ cùng trở lại với phòng lễ của con Vin phái đoàn họ nhà trai tại quê hương Kim Thành, Hải Dương để cùng chính thức tổ chức lễ thành hôn, chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho chú rể và cô dâu Văn Phúc và Quốc Giang tại phòng lễ của con Vin phái đoàn họ nhà trai. Vì vậy trước tiên cũng thay lời ông trưởng đoàn đại diện con Vin phái đoàn họ nhà trai có ý kiến phát biểu chào dâu nhận rể. Vâng, kính thưa quý vị, và tiếp lời vị trưởng đoàn đại diện con Vin phái đoàn họ nhà trai, kính thưa quý vị, ông cha tăng từng có câu không cha thì như núi Thái Sơn, ghế mẹ như nước trong nguồn chảy ra, tình yêu trong đó thật bao la, con đi xây dựng thì mẹ cha dặn dò. Kính thưa quý vị, và tiếp lời vị trưởng đoàn đại diện con Vin phái đoàn họ nhà trai sẽ đại ý kiến phát biểu đáp lời của một bác trưởng đoàn đại diện con Vin phái đoàn họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời ông Hiện trưởng phái đoàn đại diện con Vin phái đoàn họ nhà gái sẽ cùng trở lại với ý kiến phát biểu chào dâu nhận rể. Kính thưa quý vị, và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Thay mặt đoàn đại biểu họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng vui mừng chào đón quan viên hai họ, chào đón các vị khách quý là các cụ, các ông, các bà, anh chị, gia đình và các vị khách quý đến chung vui với gia đình chúng tôi. Sự có mặt của các vị tạo nên niềm vui, niềm tin trong ngày lễ vô quy của gia đình chúng tôi. Hai cháu Cúc Giang và Văn Phúc
nửa thế giới cho riêng mình. Hôm nay được phép của hai gia đình tổ chức lễ gia đình chúng tôi họ nhà gái tiến hành tổ chức lễ vu quy. Xin thay mặt cho gia đình, cho họ nhà gái xin chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu Cúc Giang Văn Phúc. Hạnh phúc trăm năm, mãi mãi yêu nhau đến trọn đời. Xin chúc mừng hạnh phúc các cháu. Kỳ này, những cái bắt tay thật khăng khít để cùng giao kết buổi thông gia. Xin quý vị đồng một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng hai vị trưởng đoàn. Và chúng tôi giao cháu Cúc Giang và đưa cháu về nhà chồng. Một lần nữa, gia đình nhà gái chúng tôi. Ngày nắng vàng sớt, hồn nhiên có bóng em bên anh thật hiền. Một ngày bình yên, mình bước vào giữa trời xanh, tiếng trái tim đôi ta đập thật nhanh, thì thầm lời yêu thương. Ngày tình về chung chúng đôi, ngày dịu dàng gọi tình lên ngôi, em bên anh nồng nàn đôi môi. Ngày dịu dàng chúng đôi, em bên anh chiều vàng thu rơi. Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi, em bên anh nồng nàn đôi môi. Ngày dịu dàng chúng con đi làm dâu sớm rồi, ba mẹ cũng không dễ gì, tạm cho con chút con đi làm dâu ngoan ngoãn và một chút chút con rể chứ thức thức là rể ngoan của bố mẹ và tất cả dòng họ trong nhà bố. Và như lúc ý nghĩa như thế này thì Việt Nam chương trình chúng tôi đang đi tưởng tới một câu thơ thật là hay. Vâng, kính thưa quý vị, dù có đi tìm khắp thế gian cũng không ai tốt được bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ được bằng cha, nước biển bao la không đông đầy tình mẹ, và mây trời nồng nồng không phủ kín công cha. Tôi tạo sự luôn mẹ hiền đã nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha đang che chở cho con. Vâng, kính thưa quý vị, ai còn mẹ thì xin đừng làm mẹ thấp, đừng để buồn đơn mất mẹ, nghe không? Xin được một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng đi quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, dù ông tuổi cũng đã rất là cao, nhưng ngày vui hạnh phúc của hai cháu, ông cũng đã chắp chiêu bằng những tình cảm thật đặc biệt thay lời chúc phúc tới của dâu và chú rể. Những ngày vui hạnh phúc của Văn Phúc và Cúc Giang. Xin lỗi quý vị, chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng bà như ngày vui hạnh phúc của hai cháu mình. Đến đón cháu, xin phép các cụ công, các bà họ nhà gái và bạn bè bằng hữu của hai cháu, ai là người đưa tiễn cháu về dự lễ thành hôn cho hai cháu sẽ chuẩn bị lên xe. Bây giờ đến giờ Thanh Long Hoàng Đạo rồi, xin mời tất cả hô chúng ta đứng dậy và chuẩn bị ra xe vì đường xa xa xôi có nhiều trắc trở, chúng ta đi trước nữa. Đám cưới
pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Tiền em đi
ánh sáng hồng tươi như đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi. Khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bến mới, bến yên lành xuôi mái chèo vơi, bến thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, chiếc thuyền hoa chân mang giày đâu che khăn nỉ, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn, chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đi, mắt sang em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bến xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bến mới, bến yên lành xuôi mái chèo vơi, bến thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, thuyền hoa chân mang giày đâu che khăn nỉ, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn, chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Mắt sang em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bến xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời anh. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời anh. Sân khấu nhỏ của gia đình nhà trai chúng tôi vẫn còn đợi rất nhiều chỗ ngồi. Xin kính mong toàn thể quý vị đang đứng đầu phía bên ngoài, quý vị sẽ trở vào bên trong những bàn kiểm tra của gia đình nhà trai chúng tôi. Và chúng ta cùng bước vào chương trình ca nhạc để xây dựng hạnh phúc của cộng đồng và chúng ta sẽ được đúng giờ. Xin kính chào quý vị.
nồng nhiệt chào đón tất cả quý cùng các mẹ, quý vị, các chị và các bạn có mặt trong buổi sáng nay. Lần đầu tiên, cho phép một tuần thay mặt cho những người làm chương trình ban nhạc Minh Hoàng, thay mặt cho bên gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể, xin chân thành cảm ơn những tình cảm của tất cả quý vị, các chị và các bạn trong buổi sáng hôm nay. Quý vị, các chị và các bạn đã không còn đường xa xa xôi, bất chấp thời gian vàng ngọc của mình trở về đây, mang lời ca tiếng hát chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Và kính thưa quý vị, các chị và các bạn thân mến, đúng thật là ông cha ta thường có câu rằng trên trời có sao ngân hà thì dưới hạ giới có đàn bà lấy đàn ông, mà trên trời có sao thần nông thì hôm nay ở dưới hạ giới lại có đàn ông lấy đàn bà. Và kính thưa quý vị, các chị và các bạn thân mến, đúng thật là ai lớn lên không qua dòng sữa mẹ, ai lớn lên không qua ngưỡng cửa của tình yêu. Tình yêu là một bài ca, mà bài ca đã có từ 4.000 năm lịch sử ông cha, hôm nay vọng lại một nhà với chúng ta, có những ca khúc hát về năm tháng hào hùng của dân tộc, có những ca khúc hát về chủ đề quê hương và đất nước. Hôm nay trong sân khấu nhỏ của gia đình nhà trai chúng tôi lại vang lên những ca khúc hát về chủ đề tình yêu. Trong buổi sáng hôm nay, gia đình nhà trai chúng tôi có đặc biệt tổ chức một chương trình ca nhạc nối cầu truyền hình trực tiếp thành phố Hải Dương thân yêu để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Vì vậy ban nhạc chúng tôi rất mong được sự đóng góp của tất cả quý vị, các anh chị và các bạn trong buổi sáng hôm nay. Quý vị hãy đăng ký với ban tổ chức chúng tôi những ca khúc mà quý vị yêu thích nhất cũng như thể hiện thành công nhất trong thời gian vừa qua để gửi tặng tới cô dâu và chú rể. Nếu như quý vị, các anh chị và các bạn hát hay trong buổi sáng hôm nay, ban nhạc chúng tôi sẽ đưa quý vị, các anh chị và các bạn đi ngay trong đêm nay, không đưa quý vị, các anh chị và các bạn tới Isak Macau hay Philippines, mà sẽ đưa quý vị, các anh chị và các bạn tới trường văn hóa nghệ thuật để từ đó quý vị, các anh chị và các bạn có thể thể hiện tài năng của mình, xây dựng cống hiến cho quê hương và đất nước trong tương lai mai đây. Và kính thưa quý vị, các chị và các bạn thân mến, trước khi tới cánh cổng nhà quốc gia đây, quốc gia ôm lấy đóa hoa cho anh Phúc mà than van kệ lễ nức nở rằng: thật là anh Phúc ơi, bấy lâu em đợi em chờ, hôm nay mới đúng là giờ em được lên xe hoa. Và trước khi trao đóa hoa thì Phúc tâm sự với Giang rằng: đúng thật là Giang ơi, anh yêu em không phải vì ba tòa nhà lớn, bố em làm chức vụ cao sang, mà yêu em có tấm lòng vàng, yêu em có tính đậm đà thủy chung. Từ đây Phúc Giang chung một nhịp cầu, dù cho sông cạn đá mòn, lời thề chung thủy vẫn còn sắc son. Ngay sau đây, xin mời toàn thể quý vị, các chị và các bạn chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu của gia đình nhà trai để chào đón chàng tân lang và nàng tân gia nhân trong buổi sáng hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ đứng dậy cúi chào tất cả các người đại họ đến đây để chúc phúc cho hai bạn. Xin trân trọng kính mời. Và những chào vỗ tay nồng nhiệt nhất của tất cả quý vị. Đây với những lời chào của cô dâu và chú rể cũng đã thể hiện tình cảm của hai bạn dành tới tất cả quý vị, các chị và các bạn trong buổi sáng hôm nay. Và kính thưa quý vị, đúng thật là người ta nói rằng ai chấp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau, trăm năm trầu vẹn hương cao, trăm năm hạnh phúc bắt đầu từ đây. Và xin phép được thay mặt cho bên gia đình thay lời cho cô dâu và chú rể chương trình lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho Văn Phúc và Quốc Giang của gia đình nhà trai chúng tôi. Xin phép được bắt đầu như chào vỗ tay nồng nhiệt nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho anh gần lòng như ấy. Để hôm nay anh thế tình em đi, người nào người đâu vui đã thế mà sao em? Sao em vẫn đứng một chồng ăn vào một miếng cho lòng tư tư. Với cô dâu và chú rể tâm sự với chúng tôi rằng hai người đã quen biết nhau tại một gốc trúc ven làng, chung quanh trẻ hồi trăng vàng lên cao, để cho anh nghe lòng quá xuyến sao, gặp em biết nói câu gì được đây. Nhìn càng đắm ngắm càng say, chưa say men rượu đã say men tình. Sang anh Phúc đây được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê mẹ Hải Dương anh hùng, cũng từ Bắc Ninh đó chúng mình quen nhau, khi từ gối khi cúi đầu, khi xem hoa nở khi chơi lên. Để rồi anh mới hỏi nàng, trên cứ đủ lá đang sàn được chưa? Mặc dù ngại ngùng nhưng em vẫn cứ thưa, nói sao cho đẹp cho vừa lòng nhau. Để cho anh Phúc về anh lấy buồng câu, mang sang tên với dàn trầu nhà em. Vâng đúng thật là mừng cho chúc đã gặp may, mừng cho gái đã cùng trai một nhà. Đẹp lòng mẹ thoải ý cha, vui anh, vui chị, vui ta, vui mình. Và liên tục chương trình ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình nhà trai và vị đại diện của gia đình nhà gái sẽ ra sân khấu để có đôi lời phát biểu cảm ơn tình cảm chi âm của tất cả quý vị đến đây chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ đứng dậy xin trân trọng kính mời. Và ngay sau đây thì quý vị sẽ được lắng nghe đôi lời phát biểu của vị đại diện của gia đình nhà trai. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị tân khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, bạn bè, bằng hữu, nội ngoại bốn bên của hai gia đình và hai cháu đã không quản đường xá xa xôi, bớt chút thì giờ vàng ngọc đến dự buổi lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi. Thay mặt gia đình họ nhà trai, tôi xin gửi tới toàn thể các quý vị lời chào trân trọng nhất và xin chúc một năm mới mạnh khỏe, an lành, bình an, chúc hội hôn mạnh khỏe. Xin hết. Vâng, xin lại cảm ơn những lời gia đình nhà trai. Đúng thật là nhà trai vừa phát biểu xong thì nhà gái đồng lòng muốn phát biểu ngay. Ngay sau đây xin trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình nhà gái có đôi lời phát biểu trao dâu trong ngày tới hôm nay. Xin trân trọng kính mời bác.
Kính thưa quan viên đại hội, chúng tôi đoàn đại biểu họ nhà gái cùng với đoàn xe hoa đưa quan viên đại hội trở về tới phòng lễ thành hôn. Giờ phút này chúng tôi rất vui mừng, đoàn đại biểu họ nhà gái chúng tôi gồm các cụ, các ông, các bà, anh chị, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè của gia đình và của các cháu, chúng tôi đến phòng lễ thành hôn và giao cháu Cúc Giang về làm dâu của ông bà Nẻo Diệu và làm vợ của cháu Văn Phúc. Thay mặt cho đoàn đại biểu họ nhà gái, xin chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu Phúc Giang. Thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách, đất nề quê thói, con cháu chúng tôi đi về làm dâu ở quê hương các cụ, mong các cụ chỉ bảo cho các cháu hội nhập, trở về làm quen với thân yêu của đàng quê, thân yêu của chúng ta. Một lần nữa, chúng tôi rất vui mừng cùng với hội nhà trai đưa cháu về nhà chồng trong niềm vui đón hân hoan của quan viên đại hội. Chúng tôi xin cảm ơn tình cảm chân thành của các cụ, các ông, các bà dành cho đoàn nhà gái chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, tôi đại diện cho gia đình nhà trai xin chân thành cảm ơn họ nhà gái đã không quản đường xa xa xôi về đây để chung dự lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi, và chân thành cảm ơn các cụ đã đưa cháu về đây. Tôi xin nhận cháu. Xin chân thành cảm ơn hai vị đại diện của hai bên gia đình và một cái bắt tay thân mật nhất để thể hiện sự thắm thiết của hai bên gia đình. Và xin kính mời hai bác sẽ trở vào bên trong với gia đình để tiếp tục trò chuyện với câu chuyện đồng mây. Thưa quý vị, các chị và các bạn thân mến, đối với gia đình nhà gái của chúng ta, muốn căn dặn cô dâu một chút rằng đúng thật là con ơi, từ nay con đã có chồng, đừng nặng đừng nhẹ mà người ta chê cười, dù lo dù đói con vẫn cứ vui tươi, con ăn bớt ngủ mới là người lo toan. Còn đối với gia đình nhà trai chúng tôi muốn đáp lễ lại rằng đúng thật là con gái là con người ta, con dâu khắc máu lại ra con mình, từ đây thân cha thì em cho người chữ đi tờ cho em. Ngay sau đây để tiếp tục chương trình, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiếp tục những phong tục của người Huế. Xin mời hai bạn sẽ đứng lên chào chúng ta. Và chú rể đã dành tặng cho nhau. Và tiếp tục chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời đó là mẹ chồng của chú rể của cô dâu ạ. Trong ngày cưới hôm nay, vừa rồi xin chắn người con, vừa rồi xin chắn của mình sẽ có một món quà để gửi tặng cho con dâu yêu quý của mình trong ngày cưới hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời. Vẫn có thật là nước biển đâu mênh mông không bằng tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín được công cha. Thì có ngày hôm nay với những công xin dập dũng thành để có một ngày của chú rể của chúng ta có một ngày thành công nhất để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Và xin tất cả quý vị trong một tràng vỗ tay dành cho người mẹ yêu quý của chú rể và người mẹ chồng của cô dâu ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và liên tục chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời anh trai và chị dâu của chú rể sẽ có một món quà để gửi tặng cho hai em trong ngày hôm nay. Chị gái và anh rể của chú rể sẽ có món quà để gửi tặng cho hai em trong ngày hôm nay. Tiếp tục là chị gái và anh rể cuối cùng của chú rể sẽ có một món quà để gửi tặng cho hai em.
xe pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thắm mãi bên giàn sầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Bạn xin chúc mừng một chàng hôm nay đúng không ạ? Con xin chân thành cảm ơn các anh em mẹ cũng như các anh các chị rất nhiều đã có những món quà trao tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, các chị và các bạn thân mến, trong giờ phút vinh quang đặc biệt nhất thì cô dâu và chú rể đã trao tặng cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới thể hiện tình cảm của hai bạn. Và sau đây thì những tình cảm đó sẽ được thể hiện qua hành động của chú rể. Xin hỏi chú rể rằng là trong ngày vui của hai bạn hôm nay, chú rể có sẵn sàng cho cô dâu một điều gì đó nữa không? Vâng, chú rể thì cười mỉm môi một chút thôi ạ, nhưng tôi nghe phía dưới là đang cổ vũ là hôn đi, hôn đi, đúng không ạ? Và hôm nay đây, trước sự chứng kiến của tất cả quý vị họ, thì chú rể của chúng ta sẽ dành tặng cho cô dâu một nụ hôn nồng thắm nhất, chân thành nhất trên đôi môi xinh xắn kia của cô dâu. Xin hỏi chú rể có sẵn sàng thực hiện điều đó không? Sẵn sàng. Vâng ạ, trước khi hôn thì tôi muốn nói với chú rể như thế này. Nếu như chú rể mà đặt đôi môi của chú rể lên đôi môi xinh xắn kia của cô dâu, chắc chắn năm nay sinh con trai. Hôn vào má là sinh con gái, hôn vào trán là có thể một chàng hoàng tử hoặc một nàng công chúa, tùy chú rể lựa chọn, sai đâu chú rể chịu, đúng không ạ? Chú rể chưa hôn thì chưa được ngồi xuống. Và trước khi chú rể hôn, tôi sẽ đọc khẩu lệnh để chú rể thực hiện hành động của mình. Và trước khi chú rể hôn thì quý vị cho chú rể một tràng vỗ tay để cổ vũ được không ạ? Vâng, xin mời hai bạn quay mặt vào nhau. Vâng, xin mời tay phải của cô dâu đặt vào eo của chú rể. Xin mời tay phải của chú rể đặt lên vai của cô dâu. Hai người sẽ hướng mắt về phía dưới chạch 45 độ 2. Vâng, trước khi hôn thì đề nghị các cháu nhỏ dưới 16 tuổi nhắm mắt lại không được nhìn. Quý vị cùng đến với tôi được không ạ? Chú rể sẵn sàng ạ. Xin chào cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều, và xin mời hai bạn xin trở về chúc mừng các trọng nhất đặc biệt dành cho hai bạn trong ngày hôm nay. Các chị và các bạn thân mến, những thực sự của cô dâu và chú rể có lời hạnh phúc của chúng ta có về quê hương Bắc Ninh nhà em sang chơi. Và đúng thật là quê hương em có những dạng dừa để cho đôi trai gái sớm trưa hẹn hò. Quê hương em có những lùm măng để cho trăng lên trăng tà, anh phúc về yêu giang thật hay là yêu chơi. Thế rồi trăng lên đỉnh núi trăng vơi, phúc về yêu giang thật chứ yêu chơi mà làm gì. Còn trăng lên đỉnh núi ba vì anh phúc đi khắp nẻo cũng về em cúc giang đây. Quý vị các chị và các bạn có mặt tại đây để cho đôi bạn trẻ dựng xây cuộc đời. Vâng, trong ta thường có câu rằng đàn ông mà ngồi với đàn ông thì như gốc như gác như trồng như trà, đàn ông mà ngồi với đàn bà thì như gấm như lụa như hoa trên cành. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng quay trở lại sân khấu của gia đình nhà trai với ca khúc được mang tên Tổ Quốc Ba Con Mười Châu, qua sự thể hiện của Liên Anh, Thanh Toán với Liên Chi, Thu Huyền. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và thưởng thức. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và sau đây thì đáp lại tình cảm chứa sang nồng nàn của toàn thể quý vị, chúng ta trở về dự lễ tình hôn của chú rể của dâu, và Thanh Tuấn cùng với Thu Huyền sẽ chất trong người đấy toàn thể quý vị với một ca khúc mà đưa tất cả quý vị chúng ta trở về với một miền quê Tây Bắc, nơi đó thì có những phiên chợ tình, nơi đó thì có những đôi trai gái họ tìm nhau trong những phiên chợ tình đó qua một ca khúc rất nổi tiếng có tên Gặp Nhau Giữa Sương Mưa. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng một trong các tay lớn ạ. Xuống chợ với em, anh chàng trai khôi ngô bên.
Chị với cầu cúc gặp nhau trong rừng mưa để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, và hát xong thì đôi bạn có chúc cho cô dâu và chú rể rằng chúc cho cô dâu và chú rể từ đây sẽ ở chung một nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, ngày thì công việc thương trường đêm về chung gối lan phòng sông hơi, để rồi xin cháu nói giỏi con đường à ơi tiếng khóc nhớ ngày kết duyên. Quý vị các chị và các bạn thân mến, quý vị các chị và các bạn vượt đường xa xa xôi để về trở về đây mang lời ca tiếng hát của mình chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Xin thay mặt cho gia đình nhà trai ngay sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể các vị khách quý của gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái, chúng ta sẽ trở sang bàn tiệc ngọt của gia đình nhà trai chúng tôi cùng chung vui bữa cơm thân mật để chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi sáng hôm nay. Và chương trình ca nhạc của gia đình nhà trai chúng tôi chỉ xin phép khép lại một chút ít thôi để chào đón toàn thể quý vị sẽ sang những bàn tiệc của gia đình nhà trai chúng tôi cùng chung vui bữa cơm thân mật để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ ra mời tất cả các vị quan khách đến những bàn tiệc của mình để cùng chung vui chén rượu nồng chúc phúc cho hai bạn. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao nhiêu hân hoan em với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha, hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha, ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Cho dù nghìn năm qua
con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương điểm sáng, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà.